Xin mời quý vị và các bạn tham quan và xem cây tại vườn cây của anh Trường. Trong video này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một tác phẩm cực kỳ đặc biệt, phải nói là một siêu phẩm hiếm có. Anh Trường sẽ giới thiệu chi tiết. Chào các bạn. Đây là tác phẩm đầu tiên trong clip này của nhà vườn em. Đây là một tác phẩm đỗ quyên Nhật Bản, hoa ba màu các bác nhé. Đây, các bác có thể tham khảo ở đây giúp em. Đợt này thì không phải mùa hoa cho nên là cây là chưa có. Đây là ảnh chụp lại lúc nó ra hoa các bác nhé. Dạ vâng. Thì hiện tại thì đang bắt đầu đang có lụ rồi các bác nhé. Đây, rất là nhiều đợt lụ đấy. Nụ của nó các bác xem này, nụ đấy nhỉ nhá. Cây này mà lúc nó ra nụ ra hoa thì khỏi phải nghĩ luôn. Vâng. Nó ra gần như kín tán luôn. Kín cây ạ. Các bác xem này, những cái nụ nhỏ nhiều này. Những cái nụ nhỏ đang mọc li ti rất là nhiều các bác nhé. Nụ nhỏ của nó nhé. Các bác chơi đỗ quyên nhiều chắc cũng biết, nếu mà một cái tác phẩm đỗ quyên mà có cái bệ như này cũng rất là già tuổi đấy. Cây này phải cỡ chậu, năm cửa chậu cũng phải 50-60 năm đấy. Cây như hoa đá các bác xem này. Okay. Cái thân cây, cái gốc của nó nhé. Đỗ quyên bệ trải đều, không khác gì mà cái hòn đá luôn ấy. Bệ trải đều 24 giờ các bác nhé. Tay đầu tiên của cây đấy. Tay lực này, rất tay 1, tay 2 rất lực này. Cây phong cũng rất là lực này. À. Ngọn được làm côn nhé. Già lên tận răm các bác xem. Cái răm của nó có già như này không? Chia bông rất là đẹp rồi các bác nhé. Dáng cây thì lồn lực. Chia bông nhưng cũng thể hiện được cái là tự nhiên theo đúng chuẩn quốc tế. Tự nhiên. Anh Trường cho xin cái thông số cụ thể đi. Vâng, em xin báo qua cái kích thước của cây. Khoanh của cây ở vị trí em đo đây là 52 các bác nhé. 52 là chỗ nhỏ này, dưới này còn chưa kể các bác nhé. Vâng, em đo cái chỗ cổ đấy. Sát tay 1 đấy. Chiều cao của cây là 76 ạ. Kích thước tán là 1m1 các bác nhé. Cây cũng khá lớn á. Đỗ quyên mà hàng to này cũng rất là ít. Các bác xem kỹ cái này nhá. Dễ, cái đầu rễ của nó già như hoa đá luôn này. Cây hoa ba màu. Chân đế nó chảy. Hát đẹp. Trông cái màu này, cái độ già của nó như là cái vệ đá nó chảy nhỉ. Vâng, nhìn hay. Nhìn như đá luôn đấy. Nhìn như đá nó chảy. Trông bên này nó xù xì. Cây nó rất là hầm hố. Rất là già. Già. Các bác nhìn ở từ xa, cái này kích tường này hơi khó quay các bác nhé. Các bác nhìn ở từ xa, tổng dáng hai chiều của nó nhé. Cái chỗ này nhìn đẹp nhé. Cây lồn lực. Cây này là hàng mịn rồi. Vâng. Bông tàn mịn tít rồi các bác. Cây này không có sẹo nữa nhé, hết sẹo rồi. Đấy, sẹo nhỏ này thì không đáng kể. Anh Trường cho xin cái giá cái này. Tác phẩm đỗ quyên này nhà vườn em cái thời điểm dịch này thì giao lưu với giá là 110 triệu các bác nhé. Đúng rồi, theo giá thị trường hiện tại thì còn hơn thế nhiều đấy. Cái này nếu mà theo giá thị trường bây giờ ngoài thị trường em nghĩ là phải 200 triệu. Cây đáng giá 200 triệu. Nhưng ở trong cái thời điểm này thì anh Trường giao lưu chỉ có 110 triệu. 110 triệu thì cái món tiền thì các bác nghĩ là kiếm được nó thì cũng rất là vất vả. Nhưng mà để so sánh với cái giá trị của cây này thì các bác thấy là cây này là cả một đời người mới làm được như cây như thế này. Cây nó mịn như này. Các bác xem nhỉ. Cả một đời người mới làm được cây như thế này các bác nhé. Cây của Nhật thì người ta có vẻ là khai thác về làm đâu các bác. Cây của Nhật người ta toàn trồng từ hạt lên. Thực ra mà nói là đời người thì nói vậy thôi, nhưng mà để làm một cây này thì phải hai đời người các bác nhé. Bởi vì không có ai mà từ nhỏ 2-3 tuổi mà làm cây cả. Tuổi thì bằng một đời người. Nhưng mà để làm cây này thì phải mất hai đời người mới làm được cây như thế này. Mà cái giá chỉ bằng giá một cây xanh phôi bình thường. Hơn 100 triệu bây giờ các bác chỉ mua được một cây xanh phôi bình thường. Mà một cây đẳng cấp quốc tế, mịn, đẹp như này. Có thể thi đấu quốc tế được như này. Mà giá 110 triệu tôi nghĩ là cái giá cũng
cũng không phải là cao. Đợt này cây đang thay lá, nó chuẩn bị ra rất nhiều lụ các bác nhé. Ok, anh Trường chia sẻ tiếp những cây tiếp theo nhé. Đây là cây me này. Vâng, tiếp theo là đây là một tác phẩm me ở vườn nha. Me đậy thân rất là già rồi, lên da như da cá sấu rồi này. Em báo qua cái kích thước hoành rồi. Hoành ở vị trí em đang đo đây là 16 các bác nhé. Chiều cao của cây là 71 ạ. Tác phẩm me này thì nhà vườn em giao lưu với giá 3 triệu đấy. Giá rất là hữu nghị mùa dịch. 3 triệu cây me này nhá, cây già. Ốc dễ hầm hố. Tay cành già hết rồi. Các bác nhìn lên da. Mà quan trọng là cái tổng dáng nó tự nhiên đẹp, được chuyển thân lắc lượn đẹp. Đấy, nhìn cho đại được các bác nhá. Tán nó không tán tự nhiên. Các bác xem tiếp một cây hoa giấy này. Vâng, tác phẩm hoa giấy ạ. Làm theo dáng lưỡi rủ đấy nhé các bác. Màu hoa tím này. Tác phẩm hoa giấy này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 2 triệu. 2 triệu cây hoa giấy này nhá. Có chân đế này. Hoành của cây ở vị trí em đo là 13. Chiều cao của cây là 78. Tán của cây là 70 ạ. Cây giao lưu 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cái này. Bác xem tiếp một cây anh Nguyệt Quế. Vâng. Tiếp đến là một tác phẩm Nguyệt Quế. Rất là luồn lực. Bệ đế trải đây các bác nhìn này. Nhìn cái bệnh này nhìn đã nhỉ, các bác xem này, nắm chặt này. Vâng. Đấy, cái bệnh. Nhìn rất là mê cái bệnh này. Cây rất là luồn lực. Đang ra rất là nhiều quả. Quả nhỏ của nó các bác nhé. Quả như tí rất là nhiều. Em xin báo qua về kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí em đo đây là 39 các bác nhé. Chiều cao của cây là 48. Kích thước tán là 76. Tác phẩm Nguyệt Quế này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 4 triệu. 4 triệu cây Nguyệt Quế này nhá. Rất là hữu nghị. Tán nó tự nhiên, luồn lực. Đây cũng là một cây Nguyệt Quế này, lá nhỏ. Đây là tác phẩm Nguyệt Quế lá dí ạ. Tác phẩm này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 7 triệu 500 nghìn. 7 triệu dễ cây này các bác nhé. Hoành của cây ở vị trí em đang đo là 24. Chiều cao của cây là 46. Kích thước tán là 56. Cây bông rất là mịn các bác nhé. À, trà Phúc Kiến này. Vâng, tác phẩm tiếp theo là tác phẩm trà Phúc Kiến. Hàng đẹp. Vâng. Tự nhiên. Bộ bệ rất là đẹp các bác nhé. Cây này cũng được chia bông cũng rõ ràng nhưng mà tổng thể thì nó rất là tự nhiên. Mặt trước bên đằng trên này. Dễ hầm hố này. Vâng. Quả của trà Phúc Kiến thì khỏi phải nói rồi, nó ra rất nhiều đợt trong một năm. Đây quả rất là nhiều quả. Rất là quả nhiều đấy. Cái này em mới tỉa cho nên là nó hết hoa. Chứ còn hoa trà Phúc Kiến này em thấy ra liên tục rồi. Em xin báo qua cái kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí em đang đo đây là 48 ạ. Chiều cao của cây là 60 ạ. Kích thước tán cây là 92. Tác phẩm trà Phúc Kiến này nhà vườn em giao lưu với giá là 8 triệu. 8 triệu cây này các bác nhá. Chưa tới 10 triệu một cây trà Phúc Kiến. Hàng có thể mang đi triển lãm được đây. Cây rất là đẹp. Khế các bác nhá. Tiếp đến là tác phẩm khế. Đây là tác phẩm khế gân Bình Minh các bác nhé. Dòng khế gân Bình Minh thì cái gân của nó rất là, các bác nhìn này, đường méo mó cả thân này. Dòng khế gân Bình Minh là một dòng khế nhiều
nhiều hoa sai quả gân rất là nhiều. Nhìn cái đồ của nó hay nhỉ. Đây nó cứ tự bóp méo hết thân. Em xin báo qua cái kích thước của cây. Khoanh của cây ở vị trí em đang đo đây là 36 ạ. Chiều cao của cây là 95. Kích thước tán cây là 1m05. Tác phẩm Thế Gân Bình Minh này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 28 triệu. 28 triệu cái khế này các bác nhé. Dạ vâng. Cây chỉ sẵn chơi thôi các bác nhé. Bác xem là từ xa một cây chả phục kiến dáng ngay trực. Vâng. Tán đẹp tự nhiên nhé. Thân rất là già các bác nhé. Em xin được báo qua cái kích thước của cây. Khoanh ở vị trí em đang đo đây là 31 ạ. Chiều cao của cây là 80. Tán cây là 75. Tác phẩm Trà Phúc Kiến này nhà vườn em giao lưu với giá là 4,5 triệu. Cây bóng cũng khá ấm thân. Thân rất là nhiều lu cục. Tiếp theo là một cây vọng cách. Vọng cách ạ. Cốt rất là quái cây. Cốt này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 3 triệu. 3 triệu tác phẩm vọng cách này các bác nhé. Rễ rất là dị. Khoanh ở vị trí em đo đây là 26. Chiều cao của cây là 55. Kích thước tán là 65. Cây 3 triệu các bác nhé. Vườn em giao lưu giá 3 triệu. Bác xem là tiếp một cây mai chú Thủy. Vâng, đây là tác phẩm mai chú Thủy ở nhà vườn em. Cây tạo tác rất là lùn lực các bác nhé. Làm theo lối tàn thiên nhiên. Tán tự nhiên, cái này tán nó rộng, tay cành đẹp nhỉ. Vâng, đường thân thì như một quả núi. Nhiều anh em gọi cái dáng này là cái dáng trực núi đây. Trực núi hay là trực búp măng cũng được nhỉ, như một cái búp măng. Em đo qua cái hoành của cây. Hoành của cây ở vị trí em đo đây là 66 ạ. Chiều cao của cây là 46 các bác nhé. Kích thước tán của cây là 70 ạ. Tác phẩm mai chiếu thủy này nhà vườn em giao lưu với giá là 16 triệu. Bác xem thêm cái cây mai chiếu thủy 16 triệu nhé. Bác nào mà không muốn lấy chậu này thì nhà vườn em sẽ bớt 2 triệu nhé, còn 14 triệu. Cái này nhìn được các chiều nhỉ, chiều nào nhìn đẹp. Dạ vâng. Và các bác để cút ở trong cành nhé, nó rất là lực. Cút ở trong nó rất là lực, so với thân nó cũng rất là cân đối rồi. Cây về cơ bản thì cũng không có sẹo lớn, chỉ có vài cái nhỏ nhỏ như này. Và mai chú Thủy thì nó bò sẹo rất là tốt. Cho nó bò hết rồi này. Tiếp theo là một cây sam. Sam bông. Tác phẩm sam bông này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 6 triệu. 6 triệu cây sam bông này. Bông rất là già các bác nhé. Bông tán mịn, già. Chỗ đẹp nhỉ. 800 nghìn ạ. Hoành của cây ở vị trí em đo là 12 các bạn. 12 các bạn. Vâng. Thước tản bay đây là em đo là được 90 các bác nhé. Từ trên ngọn xuống. Cây được chia bông tán khá là... Chiều kia là chiều chín nhỉ. Chiều kia nhìn đẹp hơn chút. Vâng. Thực ra những cây thác đổ này nhìn đằng trước, nhìn hai bên được, nhìn đằng trước đây cũng được. Ví dụ các bác nhìn chiều này cũng được. Đây là kích nó hơi khó quay. Các bác nhìn chiều chính diện này cũng được nhé, mà nhìn hai bên cũng được. Nó dáng thác đổ ôm chậu cho nên là mình xoay hướng nào mình cũng nhìn được. Cây ngâu. Tiếp đến là tác phẩm ngâu. Ngâu tán tự nhiên. Vâng. Cây có một cái sẹo ở đây đấy. Ta cắt chuyển. Ok. Chút sẹo nhé. Gốc rễ hầm hố này. Báo qua cái kích thước của cây ngâu.
hoành của cây ở cái vị trí cổ này em đo là 26 các bác nhé. Hoành bệ là 82 ạ. Chiều cao của cây là 68 ạ. Kích thước tán là 95. Tác phẩm ngâu này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 16 triệu. 16 triệu cây ngâu này nhá. Ngâu rất là mịn đấy. Mày chú Thủy, kiểu dáng á, liễu rủ lạ. Để làm được một cây mai chú Thủy dáng này thì mất rất là nhiều thời gian các bác nhé. Tại vì mai chú Thủy làm dáng này nó rất là chậm phát triển. Như tác phẩm mai chú Thủy này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 4,2 triệu. Bác có thể so sánh những người dáng người em. Cây cũng khá là già đấy. Hoành yeah. Cây đấy. Gần 3 găng tay. Hoành vệ. Bác xem tiếp một cây hồng ngọc mai dáng trực. Tác phẩm hồng ngọc mai nhà vườn em được tạo theo lối trực dích dắc xuống rất là đẹp. Cây này chơi độ nghệ thuật rất là cao các bác nhé. Cũng có gốc rễ này. Có hoa, có trái nhé các bác nhé. Trái này. Cái này lúc quả nó chín đỏ rất là đẹp các bác nhé. Hôm vừa rồi em tuốt lá để quay thì hợp dụng mất rất là nhiều hoa nhiều quả đấy. Chân đế hay này. Em xin báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí này là 12 các bác nhé. Chiều cao của cây là 82 ạ. Tác phẩm hồng ngọc mai này thì nhà vườn em giao lưu với giá là 6 triệu. 6 triệu cây hồng ngọc mai này nhá. Quý vị và các bạn vừa tham quan và tham khảo giá cây, những cây rất là độc đáo tại vườn cây cảnh của anh Trường. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.